triển đa dạng các mô hình sản xuất kinh doanh xin vào cảnh và là cầu nối, là điểm đến hấp dẫn để giới thiệu với nhiều quý khách trong nước và quốc tế tại thị trường trong nước về những tác phẩm đặc sắc của Việt Nam, là sản phẩm có giá trị trên thị trường, tạo ra một chuỗi giá trị lớn. Như đây, chúng tôi cũng đề nghị với Hội Xin Vào Cảnh tỉnh Hà Nam cần bám sát vào các mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh để vận động hội viên và các cấp hội đưa Xin Vào Cảnh thành một ngành kinh tế thực sự mang lại hiệu quả, phá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống mới ở nông thôn. Đồng thời, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Xin Vào Cảnh Việt Nam lần thứ 6 tại tỉnh Hà Nam. Cuối cùng, tôi xin thay trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Xin Vào Cảnh, hội viên người yêu thích Xin Vào Cảnh. Cảm ơn các hội Xin Vào Cảnh, các tỉnh, các câu lạc bộ và các quý khách, các tỉnh bạn và tất cả các quý vị lời chúc sức khỏe, chúc cho triển lãm mở rộng Xin Vào Cảnh tỉnh Hà Nam thành công tốt đẹp. Cảm ơn. Tiếp theo chương trình là đến phần phát biểu của các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Hà Nam. Sau đó là đến cái phần trao cờ lưu niệm của ban tổ chức. Xin đề nghị cái bộ phận trao cờ là chuẩn bị. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, năm vừa qua được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, hôm nay là Hội Xin Vào Cảnh tỉnh Hà Nam long trọng là tổ chức khai mạc triển lãm lần thứ 3 cây cảnh nghệ thuật tỉnh Hà Nam mở rộng. Xong chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trương Minh Hiến, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam lên phát biểu và tặng hoa cho triển lãm. Xin trân trọng kính mời. Tiến sĩ Phạm Hồng Cờ, ủy viên ban thường vụ Trung ương Hội Xin Vào Cảnh Việt Nam. Kính thưa ông Trần Xuân Lộc, nguyên bí thư tỉnh ủy. Kính thưa các ông bà nguyên lãnh đạo tỉnh. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu. Hôm nay trong không khí đẹp đẽ của những ngày mùa thu lịch sử, trong không khí phấn khởi tự hào của toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hôm nay Hội Xin Vào Cảnh tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật tỉnh Hà Nam mở rộng lần thứ 3. Tôi rất vui được về dự khai mạc này. Trước hết, cho phép tôi được thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xin được gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể các quý vị đại biểu và chúc lễ khai mạc của chúng ta diễn ra và triển lãm của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, từ ngàn xưa cây cảnh nghệ thuật nói riêng và nghệ thuật sinh vật cảnh nói chung đã đi vào cuộc sống như một mỹ tục, một thứ chơi tao nhã thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Các thế hệ cha ông của chúng ta từ xa xưa đã biết gửi gắm tâm hồn, tình cảm, ý tưởng và kiến thức thẩm mỹ vào từng thân cây, từng hòn đá, thanh gỗ để làm tăng thêm khí vị và giá trị. Nghệ thuật sinh vật cảnh là hoạt động mang tính quần chúng rộng rãi, tính dân tộc đậm đà, tính nhân văn cao quý, tính thẩm mỹ độc đáo và tính triết học sâu sắc. Mỗi tác phẩm sinh vật cảnh đã tạo ra một công trình nghệ thuật thể hiện sự sáng tạo, niềm đam mê, tính tinh, kiên nhẫn của nghệ nhân trong quá trình lao động. Nó còn là sự hòa quyện giữa thiên nhiên với con người. Triển lãm kinh cảnh nghệ thuật nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 2018 của tỉnh là dịp để các thành viên Hội sinh vật cảnh tỉnh Hà Nam giao lưu, học tập những kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, giúp chuyển đổi và giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động nông thôn, thúc đẩy tiềm lực đưa cây cảnh của tỉnh trở thành một nghề lao động, một lĩnh vực kinh tế đem lại giá trị thu nhập cao, góp phần xây dựng quê hương của chúng ta ngày càng giàu đẹp. Trong những năm qua, Hội sinh vật cảnh Hà Nam đã có những phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức hội và quy mô hoạt động. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Hội sinh vật cảnh của tỉnh vẫn không ngừng phát triển và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Hội đã tổ chức thành công nhiều triển lãm lớn, quy mô toàn miền Bắc và quy mô toàn tỉnh, được cấp trên, được các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh cũng như nhân dân trong tỉnh nhà đánh giá cao. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tuyên truyền cho hội viên tham gia các hoạt động xã hội như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường sinh thái, tham gia các chính sách đền ơn đáp nghĩa từ thiện nhân đạo rất tích cực, rất là tích cực. Và đặc biệt thông qua cái phát triển kinh tế sinh vật cảnh đã có nhiều hộ gia đình thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu. Với những kết quả đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Hội sinh vật cảnh của tỉnh chúng ta đã đạt được trong những năm qua. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, để phong trào sinh vật cảnh nói chung, cây cảnh nghệ thuật nói riêng phát triển ngày càng sâu rộng và từng bước trở thành một ngành kinh tế, tôi đề nghị một là Hội sinh vật cảnh cần tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của sinh vật cảnh, cũng như là vai trò của Hội sinh vật cảnh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Để tí nữa xem bắt đầu rồi nhá. Không ngừng đổi mới nội dung. Tí nữa để ăn cơm chưa xong, tẻ nó còn đi lên là có khi còn phải theo cả bảo tẻ đi bảo kể đấy. Tẻ xin chăm lo xây dựng nhá. Tẻ bảo kể nãy ông cùng bảo nó đưa đi cùng. Góp phần lan tỏa rộng rãi phong trào sinh vật cảnh trong đông đảo. Cây của Thanh Hóa hết à? Cây này của. Đến có mang được cây nào không? Khai thác mọi tiềm năng để sinh vật cảnh phát triển. Trong đó trước hết là tiềm năng về thiên nhiên, truyền thống văn hóa và tiếp nữa là sự đam mê cũng như sự hiểu biết tay nghề của người làm sinh vật cảnh, tạo lợi ích kinh doanh, tạo lợi ích kinh tế cho người làm sinh vật cảnh, tốt các hoạt động, các loại hình sản phẩm ở cái nhà chủ động phối hợp với tên là gì nhỉ, cây tên là gì, quả sang cây trồng tên cây tác phẩm theo quy hoạch cái thống cổ mà rồi thì như tên cây nó đặt như thế này kinh tế tên có hiệu chỉ là xứng đáng.
ba đảo biết tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, tổ chức triển lãm như nào, công tác triển khai mở rộng mới quay được mấy bữa mà bây giờ thì rất khó khăn, làm bây giờ rất khó khăn, thiếu đam mê mà đam mê thôi, chứ còn bây giờ rất khó khăn bởi vì nó đương ở cái giai đoạn loãng bắt đầu đông người lao vào chơi tiền thể mình quay luôn. Bây giờ chỉ có vài kênh phát triển, cứ phát triển còn rất khó khăn, mới làm mà khó khăn lắm, không đơn giản. Đặc biệt là những địa phương ý bảo kể đi nhỉ, té té đi mấy vườn ở gần gần đây này. Bảo anh kể là mới thăm rồi vào mình thăm lại mấy vườn nó to vào một lần nữa. Thay mặt ban tỉnh xin kính chúc các vị đại biểu, đại diện của các bà, các nghệ nhân, các nhà vườn chào Việt Nam, Việt Nam sức khỏe hạnh phúc, chúc triển lãm cây cảnh nghệ thuật tỉnh Hà Nam lần thứ ba thành công tốt đẹp. Xin chân trọng cảm ơn. Sau đây thì thay mặt ban tỉnh xin được trân trọng gửi ban tổ chức triển lãm đã hoa tươi thắm để chúc mừng những cái sự kiện trang trọng này. Bây giờ tiếp theo chương trình là đến cái phần trao cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ.